Vì rùa của Joy Red Velvet thật sự kém xa Lisa Blackpink khi tham dự show của Michael Kors. Hình ảnh Joy Red Velvet trong show Michael Kors thuộc New York Fashion Week 2020 diễn ra vừa qua. Được nhiều người đánh giá có phần nhạt nhòa hơn so với Lisa Blackpink cách đây 2 năm trước. Được làm khách mời của niết kế người Mỹ này. Hình ảnh của Joy Red Velvet tham gia show Michael Kors vừa qua. Đã nhanh chóng lên bàn cân so sánh với Lisa Blackpink. Khi cách đây 2 năm búp bê Thái Lan đến với sâu diễn của Michael Kors thuộc khuôn khổ tuần lễ thời, trang New York 2018. Lúc đó cũng là lần đầu tiên Lisa tham dự sự kiện thời trang quốc tế. Và sự xuất hiện của gà nhà YG, đã, khiến cánh truyền thông đến khách mời chú ý bởi vẻ ngoài quá xinh đẹp. Và nổi bật khác hẳn so với thành viên Red Velvet có phần nhạt nhòa hơn. Khí chất của Lisa Blackpink khi chỉ vừa xuất hiện trước thềm show Michael Kors thuộc NYFW 2018 đã khiến bao người chú ý. Mẫu váy chấm bi, dù nhiều người nói khá xến sẩm, nhưng, vào tay của Lisa, thì lập tức bộ váy trở, nên trông hai fashion liền, mái tóc, vàng mái ngang đậm chất búp bê cùng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Hình ảnh của Lisa, được truyền thông nước bạn săn đón nhiệt tình, fan bu đông vây quanh, thậm chí, Lisa còn, được fashionista kiêm bonger đình đám nhất nhì mạng xã hội AAMI xong xin chụp hình cùng. Tại show Michael Kors, thành viên Blackpink nổi bần bật khi chụp hình cùng dàn khách mời VIP tại sâu thời trang của thiết kế Mỹ. Trong khi đó, sự xuất hiện của Joy Red Velvet, tại sâu Michael Kors diễn ra vừa đây tại NYFW 2020 có phần nhạt nhòa cùng trang phục dìm dáng. Xét đồ trông dìm dáng của Joy Red Velvet tại tuần lễ thời trang New York 2020, nhan sắc cận cảnh của thành viên Red Velvet cũng tương đối an toàn không nổi bật như thành viên nhóm Blackpink, dù góp mặt trong tuần lễ thời trang quốc tế. Nhưng Joy lại không được săn đón như búp bê sống thái lan tại sâu diễn của niết kế người mỹ này đừng im lặng hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại